Chợ đá quý Lục Yên ở thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái được diễn ra vào các buổi sáng, các ngày trong tuần, là điểm đến của giới kinh doanh đá quý, đồng thời cũng là nơi thu hút khách du lịch trong nhiều năm qua. Đá quý Lục Yên được đánh giá là đẹp, đa dạng về chủng loại, màu sắc phong phú. Những viên đá quý tại đây có giá từ vài trăm nghìn, thậm chí lên đến hàng trăm triệu đồng được bày bán, giao dịch ngay tại chợ. Tuy nhiên, nơi đây chưa từng xảy ra tình trạng cướp giật hay mất cắp. Khách muốn mua có thể thoải mái xem và trả giá. Sản phẩm được bày bán nhiều nhất ở đây là Ruby, Sapphire. Bởi đây cũng là những dòng đá quý có giá trị nhất. Điều đặc biệt ở chợ đá quý Lục Yên là người bán chủ yếu là chị em phụ nữ. Đây cũng là nét độc đáo của loại mặt hàng cũng rất độc đáo này. Được biết, chợ đá quý được thành lập từ năm 1993 do các thành viên trong Hiệp hội Đá quý huyện Lục Yên quản lý và vận hành. Những năm trở lại đây, chợ đá quý không chỉ phục vụ nhu cầu của khách hàng khắp nơi trong cả nước mà còn trở thành điểm đến để trải nghiệm du lịch độc đáo không thể bỏ qua của du khách quốc tế khi đến với vùng đất Tây Bắc nói chung và vùng đất ngọc Lục Yên, Yên Bái nói riêng.